Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mời các bạn cùng làm cái món bánh da lợn mini với mình. Với một cách làm vô cùng đơn giản, mình chỉ sử dụng một ít bột năng và đậu xanh thôi các bạn. Khi làm xong thì bánh có cái màu xanh bắt mắt, khi ăn thì dai ngon, đậu xanh thì lại bùi nữa. Và mình kết hợp ăn cùng với lại nước cốt dừa, chứ mình không cho nước cốt dừa trực tiếp vào trong bột nữa. Và trước khi làm thì mình muốn khoe với các bạn cái bộ lá dứa mà cha mình trồng để phục vụ riêng cho cái việc làm bánh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hái một ít để vào làm cái món bánh da lợn mini này nha. Và đây là nguyên liệu để mình làm bánh, cũng khá là đơn giản vì mình chỉ sử dụng mỗi bột năng thôi các bạn. Và bột năng thì mình xài đây là 350g, 100g đậu xanh, 500ml nước cốt lá dứa, một ít muối, 240g đường cát, 300ml nước cốt dừa. Thì nguyên liệu này mình cũng sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm thì mình chia nguyên liệu ra, các bạn cho hết 300g bột năng vào trong một cái tô lớn. 50g bột còn lại một lát nữa thì mình sẽ làm bên đậu xanh. Rồi mình cho vào trong tô là 100g đường cát. Dằn vào một ít muối trắng. Sau đó thì các bạn trộn đều. Và mình cho hết màu lá dứa vô, thì các bạn có thể thay đổi thành những cái màu khác. Khi đã cho vào xong hết thì các bạn hòa tan ra. Bột năng thì mình cũng đã hòa tan xong, thì bây giờ các bạn đem lọc qua rây, sau đó mình để bột nghỉ khoảng 10 đến 15 phút. Và tiếp theo thì mình sẽ đi nấu đậu xanh, các bạn cho hết đậu xanh vào trong nồi. Và trước khi nấu đậu mình ngâm khoảng là 30 phút, như vậy thì khi nấu sẽ mau hơn. Rồi mình sẽ đặt lên trên bếp và nấu tới khi nào đậu xanh chín mềm. Nồi đậu xanh mình nấu được một hồi thì cũng đã chín mềm rồi nè các bạn. Và bây giờ thì mình cho vào trong nồi là 100g đường cát. Và 40g đường còn lại một lát nữa thì mình sẽ đem đi pha nước cốt dừa. Rồi các bạn dằn vào một ít muối trắng. Mình cho vô 100ml nước lọc và 50g bột năng. Sau khi đã cho vào hết thì các bạn hòa tan ra. Sau đó thì mình sẽ đem cái chỗ đậu xanh này xay cho thiệt là nhuyễn mịn. Và đậu xanh mình cũng đã xay nhuyễn, các bạn cho hết lại ra ngoài tô. Và hai hỗn hợp bột thì mình cũng đã làm xong rồi, các bạn chuẩn bị luôn một cái nồi nước sôi để mà mình đem đi hấp bánh. Và để hấp bánh thì mình sẽ sử dụng một cái khuôn bánh gọt nhỏ và các bạn thoa vào trong khuôn một ít dầu ăn. Nước sôi thì mình cho khuôn vô. Bột thì mình cho từ từ vào. Màu xanh lá dứa các bạn cho ở dưới và một lần cho vào thì mình chỉ cho ít thôi. Khi đã cho bột vào xong thì các bạn đậy nắp lại và hấp cho mình khoảng là 30 giây. Sau 30 giây thì các bạn dỡ nắp ra. Lúc này thì bánh cũng đã trong gần hết. Thì các bạn cho nhân đậu xanh vào. Nhân đậu xanh này thì mình sẽ cho nhiều chút xíu. Mình chừa lại ở trên chút nha các bạn. Để một lát nữa mình còn cho thêm cái màu lá dứa ở trên nữa. Đậu xanh thì mình cũng đã cho vào, thì các bạn lại tiếp tục đậy nắp, mình hấp thêm 1 phút. Và sau 1 phút thì mình lại dỡ nắp ra. Và mình lại múc cái màu xanh lá dứa mình cho vô. Một cái lớp mỏng ở trên mặt thôi nha các bạn. Chứ mình không có cho dày quá. Bột lá dứa thì mình cũng đã cho vào, các bạn hấp thêm cho mình khoảng 1 phút nữa là bánh chín hẳn. Mẻ bánh đầu tiên mình hấp thì cũng đã đủ thời gian và chín rồi các bạn, mình lại dỡ nắp ra. Lúc này thì bánh có cái màu xanh rất là đẹp, thì các bạn tắt bếp đi và các bạn đợi tầm 1 phút rồi mình mới lấy bánh ra ngoài.
Nếu mà mình không hấp bằng cái khuôn bánh khọt này á, thì các bạn có thể hấp bằng khuôn bánh lăn nha. Nồi bánh mình để một hồi á, thì cũng đã nguội rồi các bạn. Thì mình sử dụng ở đây là hai cái muỗng cà phê nè. Các bạn nhớ bọc lên một cái lớp màng bọc thực phẩm nha. Như vậy á, thì khi lấy bánh ra sẽ không có bị dính và rất là dễ dàng nữa. Và đây là cái phần bánh đầu tiên mình vừa lấy ra này các bạn. Nhìn rất là đẹp mắt luôn á. Lấy xong á, thì mình cho ra ngoài đĩa. Và tương tự thì mình sẽ lấy với cái thứ hai. Vì khuôn mình sử dụng ở đây là khuôn bánh khọt nên là khi hấp xong các bạn lấy hẳn ra ngoài để mà mình hấp những mẻ tiếp theo. Mẻ bánh đầu tiên á, thì mình cũng đã lấy ra xong rồi này các bạn, trông rất là đẹp mắt nha. Thì mình lại tiếp tục mình hấp bánh tiếp. Với mẻ bánh này á, thì mình cũng sẽ hấp tương tự như vậy luôn. Trước khi hấp thì mình khuấy đều cái tô bột lên. Mình lại cho cái màu xanh lá dứa vô. Những mẻ bánh thì mình cũng đã hấp xong rồi các bạn, màu sắc thì trông rất là đẹp mắt. Thì bây giờ mình để bánh qua một bên và tiếp theo mình sẽ đi làm tới nước cốt dừa để ăn kèm. Để thắng nước cốt thì các bạn cho hết nước cốt dừa mình đã chuẩn bị vào trong chảo. Sau đó thì mình cho vào đây 40g đường còn lại. Nếu mà các bạn không thích ăn ngọt thì mình có thể bớt đi. Rồi mình dằn vào một ít muối trắng nữa. Tiếp theo thì mình cho vào một muỗng canh bột năng để tạo độ sánh cho cái phần nước cốt của mình. Các bạn hòa tan ra nha. Nếu mà mình không sử dụng bột năng thì mình có thể thay thế bằng bột gạo. Khi bột đã được tan hết thì các bạn mở bếp lên. Và nước cốt dừa mình thắng một hồi thì cũng đã bắt đầu sánh rồi. Các bạn khuấy thêm tới khi nào mà nước cốt của mình sôi lên như vậy là được. Nước cốt dừa thì mình cũng đã làm xong rồi. Bây giờ mình cùng thưởng thức món bánh này nha các bạn. Để ăn ngon thì mình chan nước cốt dừa lên trên đĩa bánh. Và đây là cái đĩa bánh của mình này các bạn. Mời mọi người cùng ăn nha. Và bánh khi ăn vào á, thì bánh của mình có cái độ dai ngon và thơm cái mùi thơm của lá dứa nữa các bạn. Đậu xanh thì lại bùi bùi, về độ ngọt mình thấy cũng vừa phải chứ không có bị ngọt quá nha. Nước cốt dừa mình thắng thì lại rất béo thơm. Và với cách làm món bánh này thì trông rất là đẹp mắt nè. Thì các bạn không có khuôn bánh khọt á, thì mình có thể thay thế bằng những cái khuôn khác hoặc là mình sử dụng khuôn bánh lăn. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại và chúc các bạn thành công với món bánh này.